về trợ cấp du học nghề Đức. Học nghề ở Đức có lương, du học nghề ở Đức có trợ cấp. Điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ về trợ cấp này, tránh hiểu lầm rằng sang Đức du học nghề sẽ được miễn phí hết. Vậy, sự thật về trợ cấp du học nghề ở Đức là thế nào? AVT sẽ giải đáp ngay cho các bạn trong clip này. Hãy theo dõi hết clip nhé! Hiện nay, chính phủ Đức đang tạo ra rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức. Chắc chắn có tiền trợ cấp du học nghề. Tuy nhiên, trợ cấp này không áp dụng trong tất cả các ngành nghề. Hiện, có 3 nhóm ngành du học nghề có trợ cấp, đó là điều dưỡng, cơ khí, nhà hàng khách sạn. Mức trợ cấp học nghề sẽ tùy vào ngành mà các bạn lựa chọn. Chương trình học nghề tại Đức bao gồm 40% lý thuyết, 60% thực hành. Học viên sẽ được thực hành tại các tổ chức liên quan đến chuyên ngành của mình. Ví dụ như, ngành điều dưỡng thì các bạn sẽ được thực tập tại các viện dưỡng lão, bệnh viện. Ngành cơ khí các bạn sẽ được thực tập tại các nhà máy, gara. Với tiền trợ cấp du học nghề, các bạn sẽ đủ chi tiêu cho nhu cầu sống cơ bản. Thậm chí, có những người chi tiêu hợp lý, họ còn dành được một khoản để đi du lịch hoặc tiết kiệm. Tiền trợ cấp du học nghề của học viên sẽ tăng theo từng năm học. Năm sau nhiều hơn năm trước, rất nhiều học viên du học nghề ở Đức đã chia sẻ họ đủ tiền sinh hoạt nhờ vào khoản trợ cấp này. Cụ thể, với ngành điều dưỡng, mức trợ cấp khá ổn. Thêm nữa, các bạn học viên còn có thể tăng ca ngoài giờ làm do tính chất đặc thù của ngành này. Hãy chủ động đàm phán với người cung cấp lao động để bạn có thể làm thêm giờ. Bạn sẽ có mức lương phụ cấp tốt, không bị tính thuế quá cao. Theo thống kê lương ngành điều dưỡng năm 2020 tại Đức, sau khi kết thúc giai đoạn học nghề, mức thu nhập của các điều dưỡng dao động từ 2.500 đến 3.000 euro một tháng, tương đương khoảng 62 triệu đến 75 triệu tiền Việt. Rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam có tâm lý hoang mang không biết sự thực có tiền trợ cấp du học nghề Đức không. AVT khẳng định có tiền trợ cấp du học nghề. Tất cả các bạn sang Đức du học nghề đã nhận được khoản trợ cấp này. Thậm chí, khi sang Đức theo diện du học nghề, các bạn còn có cơ hội định cư tại Đức sau 5 năm học tập và làm việc liên tục. Ngoài tiền trợ cấp học nghề, bạn còn có trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực làm việc. Sau khi tốt nghiệp, nếu không thích làm việc tại Đức, thì bạn cũng dễ dàng xin việc ở các quốc gia khác, bởi bằng cấp ở Đức có giá trị trên toàn thế giới. Thật tuyệt phải không nào? Du học nghề Đức là một trong những cơ hội mà chúng ta nên nắm bắt. Nếu cần thêm thông tin gì về du học nghề Đức hay còn thắc mắc về trợ cấp du học nghề, các bạn hãy liên hệ ngay với AVT qua số hotline 091-229-6060 nhé. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của AVT để cập nhật các thông tin mới nhất về Đức và du học nghề Đức.